trên trang web của Starbucks, hệ thống cửa hàng cà phê lớn nhất nước Mỹ cho biết đã bán cà phê Arabica có xuất xứ từ Đà Lạt trong chuỗi cửa hàng của mình. Đây là lần đầu tiên một loại cà phê Arabica trồng tại Việt Nam được Starbucks chọn để cung cấp với giá mỗi kg đã rang kèm hương liệu là gần 50 đô la Mỹ, tương đương trên 1 triệu đồng. Đại diện của Starbucks tại Việt Nam xác nhận sản phẩm này chỉ được bán duy nhất ở thị trường Mỹ và được xếp vào dòng sản phẩm cao cấp. Các chuyên gia cà phê cao cấp của hãng này đánh giá cao chất lượng của cà phê Arabica Đà Lạt và cho rằng vị cà phê này thích hợp với gu thưởng thức cà phê của phần lớn khách hàng Mỹ. Trước cà phê Đà Lạt, Starbucks chỉ chọn 6 địa phương làm nhà cung cấp cho chuỗi cửa hàng của mình, bao gồm Indonesia, Kenya, Rwanda, Brazil, Colombia, Guatemala. Đến năm 2014, hãng này có hơn 21.500 cửa hàng tại 56 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 11.457 cửa hàng tại Mỹ. Starbucks chọn cà phê theo các chuẩn, đó là đảm bảo vị, mùi và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.